sáu trận sát kiền não. Phải biết lọ kiền não từ đâu ra. Từ thế mà nói với chúng ta, sáu trận của bản thân chúng ta không sanh kiền não, sáu trận bên ngoài cũng không sanh kiền não. Trong Trung Hoa luôn mới thức thấy giác pháp không tự sanh. Sáu căn của chúng ta làm sao có thể sanh kiền não? Vì vậy chúng ta nên hiểu rõ kiền não có phù hợp với lớn. Căn của các kiền não không tự sanh, trần bên ngoài cũng không tự sanh. Căn tự khi xuất nhập kiền não phù hợp với lớn. Chúng ta có sự hiểu từ đây để suy xét không?